ăn chửi nhau, hai đứa ăn chửi nhau. Đấy, ăn thật lịch kìa. Mẹ hai đồng xương xương con nhớ. Đây mình đang ở thay kim. Bố tao bảo mày ra con này. Tao bảo mày đâu thì cũng mẹ mày. Thì tao mới quay để tao đưa lên công an cho bắt chết mẹ. Ôi, bắt mày. Bắt mày. Đi. Đi, bịt mẹ. À, sẵn thôi, đi của mẹ này. Đấy, các bạn ạ. Mình hơi vừa tự trật. Thì mẹ bố tao bước luôn luôn nha. Bố mày ngoan mày bước ở đây đã. Mày ngoan mày bước đây. Ông nội mày đâu? Đi của mẹ à, đi của mẹ này. Chửi, đi của mẹ ít không? Tao sao mày đây? Đấy, đi mẹ mày không có nơi mà cần đít vịt. Ừ, mày cần xương chó đi có mẹ à mày. Mày đây. Mày sợ đây. Ui mày, ta sợ mày quá. Ủa sợ chưa, sợ chưa, ủa sợ chưa, sợ chưa. Mày sợ chưa? Đi cần chó chưa? Tao thắng chưa? Thôi đi mổ đừng mà. Thì của mẹ em. Bộ tao đái mùa mà cho mày uống bây giờ. Một đầy nước đái là toàn nước mía đấy. Câu hình gì của mẹ. Khô sâu. Vũ xuống trực tiếp Vũ. Ăn quay. Đi của mẹ em luôn. Đây ăn Vũ nhà ta nè. Đây ăn Vũ nè. Đi chửi nhau nè. Đi của mẹ em. Thấy nó trêu nó chửi hộ. Đi mẹ em thấy đó. Đâu có đừng nhả nó gọi là chửi nhau. Nó chửi rất hay rồi, tự nhiên nhả ra. Đi của mẹ à mày. Để tao cả đây. Anh kia đánh nhau. Đấm ra lại đấm nhau. Chị mẹ ơi.